Chào các bác nhé. Hôm nay hàng em về là loại hà thủ ô. Đây hà thủ ô đỏ rất chi là tốt. Cái loại hà thủ ô đặc biệt là cái hạ thủ ô đỏ này nó tốt hơn cái hạ thủ ô trắng, là nó được trồng ở trên Tây Bắc thôi nhé. Hà thủ ô này là rất tốt này, cho các loại bệnh như là suy gan, gan yếu, thần kinh suy nhược, mất ngủ ấy, sốt rét kinh niên, thiếu máu này, đau lưng này, mỏi gối này, di mộng tinh, khí hư, rất chi là tốt. Cái loại này các bạn dùng cứ uống 2-40g mỗi ngày, cho vào ca sắc lên, uống rất chi là tốt cho sức khỏe của mọi người. Hôm nay bên em vừa hàng vừa về, hàng rất chất lượng và đẹp. Đấy mọi người nhé, hàng rất chất lượng đẹp này. Đối với người tóc bạc thì đỡ khô và dụng tóc luôn. Đấy, hàng hà thủ ô này rất là tốt đấy, cho người thì bị dụng tóc nhé. Bên em về hôm nay về rất chi là nhiều. Các bác ai cần thì hãy inbox cho em hoặc là gọi vào số điện thoại 0978 410 059, bên em sẽ ship về tận nhà cho các bác loại hà thủ ô đỏ này. Đây bên em hôm nay em cầm về rất chia nhiều. Đây, các bạn ai ấy hãy inbox cho em nhé, kênh đặt dược liệu này. Đây,